ngã đi cách xa nhà cha, lạc lầm trong nơi tăm tối chẳng thấy đâu đường ra. Rồi Giêsu dìu tôi đứng lên, kéo tôi khỏi vực sâu tối tăm và dẫn đưa bước tôi trở về. Thật tình yêu thương của Chúa nay kéo tôi gần hơn, Ngài làm cho tôi tươi mới, thêm sức tôi vững tin, và Chúa ban niềm vui lớn lao với an bình từ trong cánh cha. Lòng thỏa vui khi tôi nhận tình yêu Chúa. Giêsu đổi mới cuộc đời tăm tối, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nương nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Với ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa nhân từ. Xa ngã đi cách xa nhà cha, lạc lầm trong nơi tăm tối chẳng thấy đâu đường ra. Rồi Giêsu dìu tôi đứng lên, kéo tôi khỏi vực sâu tối tăm và dẫn đưa bước tôi trở về. Thật tình yêu thương của Chúa nay kéo tôi gần hơn, Ngài làm cho tôi tươi mới, thêm sức tôi vững tin, và Chúa ban niềm vui lớn lao với an bình từ trong cánh cha. Lòng quá vui khi tôi nhận tình yêu Chúa. Giêsu đổi mới cuộc đời tăm tối, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nương nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Hỡi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa. Giêsu đã mới cuộc đời tăm tối, Ngài đem ánh sáng đến để xóa tan bóng đêm trong cuộc đời tôi. Ngài đã đưa tôi vào từng ngày thật phước hạnh cậy nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Với ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa. Giêsu đổi mới cuộc đời tăm tối, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nơi nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Hỡi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa. Chúa tôi dựa yên, không đau thương
Xin trân trọng kính chào đệ tử của Chúa cùng toàn thể quý con cái của Chúa ở tại nhà thờ, cũng như chúng ta đang thờ vượng Chúa qua thời giờ trực tuyến để học trường Chủ nhật buổi sáng hôm nay. Để Chúa ban phước trên thời giờ học lời Chúa buổi sáng hôm nay, xin kính mời hội thánh chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha giáo yêu của chúng con, Chúa ơi, chúng con dâng lời tạ ơn Ngài vì buổi sáng hôm nay một lần nữa Chúa cho chúng con được cùng học lời Chúa với nhau qua thời giờ trực tuyến này. Con cầu xin Chúa Ngài thương xót trên mỗi đời sống của chúng con. Chúa ban ơn cho chúng con vì Chúa biết nhu cầu của tất cả mỗi người chúng con cần chính lời của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con từ người nói, người nghe được ơn ở trước mặt Chúa, được hiệp một ở trong thánh linh của Ngài, để lời của Chúa buổi sáng hôm nay dạy dỗ mỗi người chúng con một cách riêng tư. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa giúp đỡ trên chính mình con trong việc hướng dẫn cho các học viên trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Xin lời của con nói ra buổi sáng hôm nay rõ ràng, dễ hiểu để đến với lòng của con cái của Ngài. Và Chúa cũng cắt ra khỏi hết thảy quý con cái của Chúa sự chi phối để mỗi người chúng con đón nhận lời của Ngài một cách ngọt ngào. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con dâng thì giờ học buổi sáng hôm nay trong tay Chúa và hết lòng thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh chúng ta đồng ngồi. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học bài số 44, đó là Hội thánh bị bắt bớ. Kinh Thánh làm nền tảng trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12 cho đến câu số 19. Câu gốc bài học buổi sáng hôm nay ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 28. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Mục đích bài học buổi sáng hôm nay là mô tả thêm các công trình của Hội thánh đã thực hiện được khi bị bắt bớ. Câu gốc bài học cho chúng ta thấy rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Chúng ta thấy rằng chữ đừng sợ được lặp lại rất nhiều ở trong Kinh Thánh. Lời của Chúa Giêsu cũng đã khích lệ cho các con cái của Ngài khi họ đối diện với bất an, sợ hãi. Và trong câu gốc buổi sáng hôm nay nói rằng đừng sợ, dẫu rằng có ai đó đang muốn hại đến cái thể xác, sự sống thể xác của chúng ta, hại đến mạng sống của chính mình thì cũng không có sợ. Vì biết rằng sự sống, sự chết của thể xác này đó là một quy luật. Và khi chúng ta chết thể xác, đó là chúng ta trở về với bụi đất. Nhưng bài học cũng nói rằng sợ đấng có thể giết được linh hồn và thể xác của chúng ta ở trong cái địa ngục. Ở đây chúng ta thấy rằng sự chết của linh hồn là khi chúng ta sống mà bị ngăn cách đời đời với Đức Chúa Trời. Hay là chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang phải sống ở trong hỏa ngục đời đời vì bị phân cách với Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng điều mà Chúa nói với chúng ta đừng sợ khi mà họ giết thân thể của chúng ta. Cho nên ý thức được điều này mà nhiều những tín đồ ngày xưa, từ các sứ đồ cho đến tín đồ, những cơ đốc nhân họ thà rằng chịu chết chứ không từ bỏ đức tin và hết lòng nhờ cậy ở nơi Chúa. Bài học tuần trước chúng ta học rằng Hội thánh phát triển ở trong cơn bắt bớ. Sự bắt bớ đã khiến cho cả Phaolô và Phi-e-rơ bị tụng đạo ở tại La Mã. Nhiều cơ đốc nhân vì không chối bỏ đức tin của mình, vì giữ đức tin của mình mà họ đã bị giết, bị thiêu, bị làm mồi cho thú dữ. Và sứ đồ dân phải bị đày qua đảo Patmo. Không chỉ ở trong Hội thánh thế kỷ thứ nhất, nhưng Hội thánh của Chúa trải qua 20 thế kỷ đều phải đối diện với bắt bớ bằng nhiều cách khác nhau. Vì vậy, để đắc thắng được cái sự bắt bớ ở trong đời sống chúng ta theo Chúa, thì người Cơ Đốc chúng ta cần phải nhờ cậy nơi ân điển, quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chính mình. Ở trong bài học đã cung cấp cho chúng ta một ý tưởng rằng vẻ đẹp đạo đức của con người sẽ được chứng minh khi bị đè nén và áp bức.
Bài học cũng đưa ra cho chúng ta hình ảnh rằng một chiếc lá, có thể chúng ta sẽ nhận được cái đón, ngửi được cái mùi thơm của nó khi nó bị vò nát. Có những loại hoa nó có thể rằng nó sẽ tỏa mùi hương chỉ vào đêm tối. Chúng ta nhớ cái hoa sữa, tôi nói điều này tôi nhớ đến hoa sữa, nó ban đêm nó tỏa ra cái mùi thơm rất là nhiều. Cho nên đó là điều mà bài học buổi sáng hôm nay cho chúng ta thấy rằng khi hội thánh bị bắt bớ là lúc mà hội thánh sẽ được thanh tẩy khỏi những cái điều nhiệt không, điều pha trộn ở trong hội thánh của Ngài để khiến cho hội thánh vững mạnh và trở nên vàng ròng. Sự bắt bớ làm cho mùi thơm của Chúa được bày tỏ ra giữa hội thánh của Ngài. Trong những ngày qua chúng ta đối diện với nạn dịch, cơn đại dịch rất lớn, cho nên điều mà chúng ta thấy được tình yêu thương của anh em của chúng ta với nhau ở trong cơn hoạn nạn này. Ở trong bài học nói rằng hễ mỗi lần tín đồ bị tụng đạo là thêm người được cứu và sẵn sàng tụng đạo. Chúng ta nhớ hình ảnh của Ê-tiên. Chấp sự Ê-tiên bị ném đá cho đến chết. Ông đã bày tỏ một cái vẻ đẹp của một người Cơ Đốc. Đó là ông sẵn sàng tha thứ cho người bách hại đến mình. Và chính cái nếp sống đó của Ê-tiên đã dẫn đến cái sự tụng đạo của một Sau-lơ. Để rồi Sau-lơ cũng trở nên một cái người đem tình yêu của Chúa đến cho nhiều người, mở mang nhiều hội thánh. Và cuối cùng ông cũng là một người tụng đạo ở để bày tỏ về danh của Chúa cho nhiều người ở đây. Có một câu nói rằng huyết của những người tụng đạo là hạt giống của tiên lành. Cho nên bài học buổi sáng hôm nay nói rằng hội thánh bị bắt bớ, chúng ta sẽ học với nhau ba điều. Thứ nhất, lý do hội thánh bị bắt bớ. Thứ hai, cách đối phó của hội thánh khi bị bắt bớ. Và điều thứ ba, hành động của các giáo phụ khi bị bắt bớ. Điều đầu tiên chúng ta học ở đây đó là lý do hội thánh bị bắt bớ. Kinh Thánh làm nền tảng trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 cho đến câu 9. Mô tả cho chúng ta hội thánh ở trong thế kỷ giữa thế kỷ thứ 2 và thứ 3. Tức là bài học nói rằng từ năm 100 đến năm 313 sau Chúa, hội thánh trải qua nhiều sự bắt bớ. Và lúc mà hội thánh nguy cơ hơn hết thì là lúc để cho thấy rằng có nhiều người thật lòng ăn năn tin cậy Chúa thì người ta sẽ giữ được đức tin của mình. Nhưng cũng có những người không thật sự ăn năn thì người ta sẽ quay trở về với một nếp sống cũ bại hoại. Hội thánh trong thời bấy giờ, nghĩa là hội thánh ở trong thế kỷ thứ 2 và thứ 3 này, bài học cho chúng ta biết rằng hội thánh đang sống trong tình trạng đạo đức bị pha trộn, sáng tối nhá nhem, vàng thao lẫn lộn. Cho nên Đức Chúa Trời cho phép cái cơn bách hại xảy ra. Những ai mà không thật lòng tin cậy nơi Chúa, không sẵn sàng hy sinh vì công việc của hội thánh của Ngài, thì người đó sẽ tự rút lui khỏi hội thánh Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu số 11 cho chúng ta thấy rằng chỉ có những người tin Chúa thật, người ta mới có thể đứng vững ở trong Chúa mà thôi. Sự bắt bớ là một ích lợi cho hội thánh lúc bây giờ về phương diện thuộc linh, làm cho hội thánh bày tỏ được bản chất cao quý ở trong chính lời của Đức Chúa Trời bày tỏ. Cho nên Phaolô Phi-e-rơ nói rằng anh em hãy vui mừng về điều đó. Tức là anh em phải vui mừng về cái sự hoạn nạn bất bớ xảy ra, vì biết rằng cơ nghiệp đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở thiên đàng là một cái phần, cái quần quà mà không ai, cái cơ nghiệp mà không ai có thể cất lấy được, và cũng sẽ không có hư đi ở trên thời gian. Trong hiện tại chúng ta có thể bị những thử thách hoặc đến với chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10 thì cho chúng ta biết rằng ngươi chớ ngại điều mình chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng những kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Ở đây câu Kinh Thánh nói rằng các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày.
Tức là cái sự hoạn nạn của chúng ta nó sẽ có giới hạn. Cái hoạn nạn đó nó chỉ là tạm thời, nhưng phần thưởng của chúng ta ở trong đức tin ở nơi Đức Chúa Trời nó sẽ còn lại đời đời, và là cơ nghiệp mà Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Một trong những bắc bớ lớn nhất ở trong của Hội Thánh xảy ra vào năm 220 sau Chúa, đó là khi mà đế quốc La Mã bị những kẻ thù xung quanh đe dọa, để có thể chống lại với kẻ thù thì họ bắt đầu cho rằng phải thống nhất tôn giáo. Cả đế quốc chỉ có một tôn giáo mà thôi, vì thống nhất tôn giáo là thống nhất đế quốc và thống nhất toàn dân. Cho nên cái điều mà khủng khiếp nhất ở trong cái việc thống nhất tôn giáo ở đây, tức là tất cả tôn giáo duy nhất của đế quốc La Mã đó là phải thờ hoàng đế như thờ Đức Chúa Trời. Và thứ hai nữa là các viên chức chính quyền La Mã ra lệnh cho toàn dân đó là phải thắp hương trong đền thờ của hoàng đế. Đây là điều nó đi ngược lại với niềm tin của những người Cơ Đốc. Và chúng ta thấy biết rằng những ai thờ hoàng đế như thờ Đức Chúa Trời, những ai mà thắp nhang trong đền thờ của hoàng đế, người đó sẽ được chính quyền cấp cho một cái chứng chỉ rằng đó là một công dân tốt. Còn ai không có chứng chỉ đó, người đó sẽ bị bỏ tù hay là bị xử tử. Cơn bách hại nó không phải chỉ trong vòng 1-2 tháng, nó cũng không phải chỉ trong vòng 1-2 năm, mà nó kéo dài tới 60 năm. Và có nhiều những Cơ Đốc nhân vì giữ đức tin của mình, họ đã bị bỏ tù và bị giết. Đó là điều mà chúng ta thấy trong lý do mà Hội Thánh bị bắt bớ ở trong thế kỷ thứ nhất, trong bài học buổi sáng hôm nay, đó là vì họ đang sống trong một cái thời đại đó là đạo đức pha trộn, vàng thâu lẫn lộn, cho nên Chúa muốn thanh lọc Hội Thánh của Ngài. Điều thứ hai, đó là cách đối phó của Hội Thánh khi bị bắt bớ. Kinh Thánh làm nền tảng ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2, câu 21 đến 23, và đoạn 4 từ câu 12 cho đến câu số 19. Chúng ta không có thời giờ để đọc hết lời Kinh Thánh ở trong buổi sáng hôm nay, nhưng chúng ta về nhà chúng ta đọc để chúng ta có thể biết rõ về những điều mà Phi-e-rơ đã dạy ở trong những phân đoạn Kinh Thánh này. Điều mà cách mà để cho Hội Thánh có thể đối phó với cơn bắt bớ ở đây, đó là họ phải học qua cái nếp sống của các sư đồ. Bài học đưa ra cho chúng ta hình ảnh của Phi-e-rơ và Giăng. Khi mà hai người đã chữa lành cho người què ở tại cửa đẹp, thì chính quyền Do Thái đòi hai người lên đe dọa và cấm không được nhân danh Chúa Giê-xu để dạy dỗ ai nữa cả. Cho nên, nhưng mà các sứ đồ cứ dạy dỗ, vì họ nói rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Chính vì cái điều đó mà bị nhà cầm quyền bắt giam và đánh đòn Phi-e-rơ và Giăng. Nhưng chúng ta biết rằng họ không phản đối, họ cũng không chống nghịch với chính quyền. Điều mà họ tin rằng nếu Chúa không cho phép thì điều đó sẽ không xảy ra. Cho nên các sứ đồ cứ tiếp tục vâng lời Đức Chúa Trời. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng ngày hôm nay để đối diện với những bất bớ bất hại, chúng ta cần phải nêu theo cái nếp sống hay là gương của các sứ đồ để lại cho chúng ta. Điều thứ hai, đó là thư tín mà của các sứ đồ để lại. Đó là Phi-e-rơ khuyên các tín hữu phải nêu theo gương của Chúa Giê-xu. Ông đã kêu gọi không chỉ Hội Thánh ngày Phi-e-rơ ở tại ngày xưa, nhưng mà cả chúng ta ngày hôm nay, đó là chịu khổ với Chúa và chịu khổ như Chúa. Chúa Giê-xu đã bị chịu khổ nhưng không hề căm giận, không hề thù oán, không hề phản đối. Nhưng Kinh Thánh nói rằng xong Ngài cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Chúa chịu khổ để đền tội cho chúng ta và làm gương cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải noi gương của Chúa Giê-xu ở trong sự chịu khổ của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ cũng nhắc cho các tín hữu nhớ rằng trong ngày vinh hiển của Chúa hiện ra thì chúng ta sẽ thấy được rằng những cái phước hạnh của một người vượt qua những khó khăn, thử thách
ở trong đời sống để giữ vững đức tin của mình, đó là một điều phước hạnh. Hãy nhìn xem sự chịu khổ vì danh Chúa là một cái niềm hãnh diện. Hãnh diện vì đó là ân điển mà Chúa ban cho. Bị thử thách bao nhiêu, chúng ta sẽ được dự phần vinh hiển với Chúa bấy nhiêu. Lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 18 chép rằng: vì sự đau đớn bây giờ không đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ bày ra trong chúng ta. Cho nên điều mà chúng ta cần nữa đó là noi gương các Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ. Điều thứ ba ở trong cái cách để chúng ta đối diện với sự bắt bớ, đó là nhận biết Chúa một cách cá nhân trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thấy được người khác sống đạo nhưng cá nhân chúng ta không nhận biết Chúa, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ không bao giờ sống được như điều mà Chúa dạy. Cho nên bài học nói rằng biết đấng mình đã tin, chúng ta sẽ sẵn sàng chịu khổ vì danh của Ngài. Đi với Ngài trong lò lửa, Chúa sẽ ở với chúng ta. Đi với Chúa, dự phần với Chúa trong sự đau đớn, thì Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Và lời của Chúa đã cho chúng ta biết rằng khi chúng ta bị khốn khổ bao nhiêu thì Chúa cũng bị khốn khổ bao nhiêu. Lời Chúa ở trong Ê-sai đoạn 63 câu 9 chép rằng: vì hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Chúa cũng sẽ khốn khổ với chúng ta. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần học ở trong buổi sáng hôm nay, cách mà chúng ta phải đối diện với cái sự bắt hại, bắt bớ ở trong hội thánh, đó là chúng ta phải học qua cái gương sống thực tế của các sứ đồ, gương của Chúa Giê-xu, và nhận biết Chúa một cách cá nhân trong đời sống của chúng ta. Điều thứ ba ở trong bài học buổi sáng hôm nay, đó là hành động của các giáo phụ khi bị bắt bớ. Hành động của các giáo phụ khi bị bắt bớ. Chúng ta biết rằng giáo phụ là những người sau các sứ đồ. Khi sứ đồ qua đời rồi thì các giáo phụ là người tiếp nối các sứ đồ. Họ cũng là bạn của các sứ đồ. Ở trong vòng các giáo phụ có những người đã tụng đạo, có những người đã chịu hy sinh. Và bài học buổi sáng hôm nay cho chúng ta biết rằng trong vòng các giáo phụ có những người đã tận tâm, hăng say để khảo cứu Kinh Thánh. Họ dạy dỗ các tín đồ để cho các tín đồ có thể đứng vững ở trong Chúa bằng cách viết ra những sách giải nghĩa về giáo lý Cơ Đốc rõ ràng, chính xác, đầy đủ để có thể lưu truyền lại cho những người hậu thế của chúng ta ngày hôm nay. Và sách đó không chỉ có giá trị trong thời đại của họ, nhưng có giá trị cho cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Ngày hôm nay có nhiều sách để chúng ta có thể tham khảo từ những sách của các giáo phụ để lại cho chúng ta. Những người đã nói cho chúng ta biết về những cái sự chịu khổ ở trong lịch sử của dân Israel. Đó là sau những gì, sau sách Khải Huyền trở đi, những điều của giáo phụ đã để lại. Nhờ đó mà hội thánh có thể được vững vàng trước cơn bắt bớ. Nhờ lời dạy dỗ đó mà đức tin của các tín đồ phải đâm sâu ở trong lời của Chúa. Chúng ta biết rằng trong thời đó người ta không có máy in để có thể in sách ra cho chúng ta. Nhưng họ đã dạy dỗ những con người ở trong thời bấy giờ có thể sống bởi đức tin của mình. Đó là một điều quý giá vô cùng. Và không xong, chúng ta biết rằng vì cái sự cố gắng học hỏi lời của Chúa nên nhiều tín đồ họ có thể không chỉ đâm sâu ở trong lời của Chúa nhưng có thể giúp đỡ cho người khác ở trong niềm tin. Và đó là điều mà chúng ta học từ nơi cái sự bắt bớ những cái giáo phụ đã để lại. Và đến năm 1448, ông Gutenberg là một người Đức đã sáng chế ra chiếc máy in đầu tiên và để in ra Kinh Thánh và cũng như rất nhiều cái văn phẩm Cơ Đốc để lưu truyền cho chúng ta ngày hôm nay. Đó là điều mà chúng ta học, chúng ta thấy rằng các giáo phụ họ đã hành động trong những cái cơn bách hại như vậy để có thể duy trì hội thánh của Ngài, có thể phát triển hội thánh của Chúa cũng như là giữ vững đức tin của con cái của Ngài. Ở trong bài học đã nêu ra cho chúng ta những giáo phụ ở trong lúc bấy giờ có công rất lớn với giáo hội,
đó là ông Irenaeus, Polycarp, Tertullian và Augustine. Đó là những người đã có công với lại công việc nhà của Chúa ở trong giai đoạn khó khăn bấp bênh của Hội Thánh. Ngày hôm nay, Hội Thánh của Chúa khi đối diện với khó khăn bách hại, chúng ta có thấy rằng mình tin Chúa hơn không? Chúng ta có thấy rằng mình trong những lúc khó khăn đó mình kêu cầu nơi Chúa hơn không? Hay là chúng ta là những người quay lưng lại với Chúa để tìm kiếm những cái điều khác? Và ước mong rằng ngày hôm nay Chúa cũng dấy lên những con người, những nhà lãnh đạo có thể sẵn sàng vì công việc nhà của Chúa và gây dựng đức tin cho Hội Thánh của Ngài trong những giai đoạn khó khăn như thế này. Và bài học buổi sáng hôm nay đó là chúng ta học với nhau ba điều lý do Hội Thánh bị bắt bớ, đó là để thanh tẩy Hội Thánh của Chúa, để Hội Thánh của Chúa trở nên vàng ròng và không bị pha trộn. Sự bóc bớ là một sự ích lợi cho phương diện thuộc linh của con cái của Ngài. Cách chúng ta đối diện phó với sự bóc bớ đó là chúng ta nhớ lại nếp sống của các sứ đồ ở trong khi họ đối diện với những bóc bớ khó khăn, không chống đối nhưng sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Trời cho đến cùng. Gương của Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta, Ngài sẵn sàng chịu khổ khi Ngài không hề là không phải là một người có tội. Nhận biết Chúa một cách cá nhân là điều cần thiết để chúng ta có thể rằng sẵn sàng chịu khổ vì danh của Chúa. Hành động của các giáo phụ đó là họ có thể lưu truyền lại cho chúng ta những sách vở, lưu truyền lại cho chúng ta những đức tin để chúng ta có thể sống và sống đẹp lòng Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần trắc nghiệm của bài học buổi sáng hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, sự bắt bớ trải qua nhiều thời kỳ đã giúp Hội Thánh. Đáp án là câu A, đó là được thanh lọc và trở nên như vàng ròng. Câu số 2, huyết của những người tụng đạo chịu khổ vì danh Chúa là câu đáp án là đáp án B, hạt giống của tinh lành. Điều thứ 3, câu thứ 3, lý do khiến Hội Thánh phải chịu sự bắt bớ là Hội Thánh sống trong tình trạng đạo đức, đạo đời pha trộn và vàng thau lẫn lộn. Câu hỏi thứ 4, cách đối phó của Hội Thánh khi chịu bắt bớ. Đáp án là đáp án C, sống ngay lành theo gương của Chúa Giê-xu, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, hy vọng được thấy ngày vinh hiển của Chúa. Câu hỏi số 5, nhờ các sách vở do các giáo phụ khảo cứu Kinh Thánh viết ra đã, đáp án là đáp án A, giúp cho Hội Thánh vững vàng đức tin của các tín hữu đâm sâu vào lời Chúa. Đó là điều mà chúng ta học trong bài học buổi sáng hôm nay. Ước ao rằng lời của Chúa để giúp cho chúng ta thấy rằng mọi cái sự khó khăn xảy ra trên cuộc đời của chúng ta không có điều gì là vô cớ. Đôi lúc Chúa cho phép những điều đó xảy ra để chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn, để chúng ta có thể bám chặt lấy Chúa nhiều hơn ở trong đời sống của mình. Và giờ này xin mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên và xin kính mời ông chấp sự Trương Văn Đức sẽ thay lời cầu nguyện đáp ứng cho bài học buổi sáng hôm nay. Lạy Cha tình yêu, chúng con lẫn tiện tạ ơn nhà Ngài vì tình yêu của Ngài thật quá đỗi lớn lao trên cuộc đời của mỗi chúng con. Ngài yêu thương chúng con, cứu chuộc chúng con, và qua dòng huyết của Ngài chúng con được tha tội và chúng con được trở nên làm con của Chúa. Và chúng con tạ ơn Chúa vô cùng, trong những năm tháng sống ở giữa thời gian này, Ngài đã yêu thương bảo bọc dìu dắt chúng con như con ngư của mắt Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Trải qua một tuần lễ, Chúa đã ban ơn và gìn giữ hết thảy chúng con ở trong bóng cảnh toàn năng của Ngài. Vì lý do giãn cách xã hội do đại dịch Covid, ban trụ chủ nhật
không có thể đến trong đền thờ của Chúa để học lời của Chúa. Bởi cái đó Hội Thánh đã tổ chức chương trình học lời Chúa trong ban của Chủ nhật qua chương trình trực tuyến. Và buổi sáng hôm nay chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều, chúng con được có cơ hội học lời của Ngài qua 44 Hội Thánh bị bắt bớ. Và chúng con biết rằng mọi điều gì xảy ra ở trong đời sống của chúng con, xảy ra ở trong Hội Thánh đều nằm trong ý muốn tốt lành của Ngài. Trong những thế kỷ đầu tiên, Chúa đã cho Hội Thánh bị bắt bớ, đó là vì lý do Hội Thánh đã phá tròn lẫn lộn. Và qua sự bắt bớ, Chúa đã thánh tài Hội Thánh và cho Hội Thánh mỗi ngày được vững mạnh càng hơn. Và qua sự bắt bớ, Chúa cho Hội Thánh cũng có cơ hội ăn năn. Và để đối phó với sự bắt bớ, lời của Ngài cũng nhắc nhở và dạy dỗ chúng con. Chúng con phải học qua những nếp sống của các gương sứ đồ xưa, và nhất là chúng con phải học theo gương của Chúa chúng con, cho chúng con mỗi ngày cứ luôn noi dấu chân Ngài. Chúng con sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài, để rồi đời sống chúng con sẽ được phước. Cho chúng con qua sự bắt bớ, chúng con cùng nhận biết Ngài một cách cá nhân, và những giáo phụ xưa đã cũng có ghi lại những lời Chúa, và cho chúng con học biết được lời của Ngài, để rồi chúng con được lớn lên và được trưởng thành ở trong Chúa càng hơn. Nguyện xin Chúa cho chúng con học biết lời của Ngài, để rồi mỗi ngày chúng con biết rằng chúng con luôn luôn trung kính yêu mến Ngài. Dầu thử thách hoàn nàn bắt bớ ở giữa thế gian này, chúng con biết đó là những điều nhẹ và tạm, không đáng so với sự vinh hiển hậu đến. Cho nên khi chúng con gặp thử thách bắt bớ thì chúng con cứ luôn trung tín, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, rồi chúng con hưởng được phước hạnh từ nơi Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con cũng nhớ đến ban Chủ nhật mà cầu nguyện. Cầu xin Chúa thương xót cho đại dịch Covid qua đi, để rồi ban Chủ nhật của Thánh chúng con được có cơ hội đến trong đền thờ của học biết lời của Chúa. Chúng con được có thời giờ để học và thảo luận với nhau. Chúng con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Buổi sáng hôm nay Chúa có dùng cô nữ trưởng đạo Bùi Thị Thủy có lời Chúa cho ban Chủ nhật. Nguyện xin Chúa dạy đầy ơn lành của Ngài trên cô, cho cô có ơn của Chúa, rồi tiếp tục giúp đỡ ban Chủ nhật trong sự học biết lời của Ngài qua chương trình trực tuyến. Nguyện xin Ngài cũng ban ơn gìn giữ các giáo viên Chủ nhật, các học viên Chủ nhật ở trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời ban Chủ nhật đồng ngồi. Xa ngã đi cách xa nhà cha, lạc lầm trong nơi tăm tối, chẳng thấy đâu đường ra. Rồi Giêsu dìu tôi đứng lên, kéo tôi khỏi vực sâu tối tăm và dẫn đưa bước tôi trở về. Thật tình yêu thương của Chúa nay kéo tôi gần hơn, Ngài làm cho tôi tươi mới, thêm sức tôi vững tin, và Chúa ban niềm vui lớn lao với an bình từ trong cánh cha. Lòng thỏa vui khi tôi nhận tình yêu Chúa. Giêsu đổi mới cuộc đời tăm tối, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nương nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Hỡi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa nhân từ.
chương trình thờ Vượng Chúa sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 xin được bắt đầu. Kính thưa Hội Thánh, trong bối cảnh hiện tại dịch lệ lây lan diễn biến phức tạp, cho nên Hội Thánh Chúa thực hiện cách ly giãn cách xã hội, cho nên con cái Chúa không thể nhóm nhau lại tại đền thờ của Ngài. Buổi sáng hôm nay, mỗi con cái Chúa đương hiện diện ở gia đình, lòng chúng ta hướng về Ngài để chúng ta cùng với Hội Thánh thờ Phượng Chúa trong chương trình trực tuyến buổi sáng hôm nay. Chính thưa Hội Thánh, chương trình thờ Phượng Chúa sáng hôm nay được đầy tớ Chúa giảng luận với đề tài cơ đốc, đời sống cơ đốc đích thực, được chương dẫn ở trong thơ Philip đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Tôi xin được phép thay cho một sư quản nhiệm, ban trị sự, chấp sự Hội Thánh trân trọng kính chào mừng đến quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Thánh Giêsu. Và tôi cũng xin hoan nghênh và chào mừng đến hết thảy túi tôi con của Chúa ở khắp nơi xa gần buổi sáng hôm nay cùng chung dự với Hội Thánh trong chương trình trực tuyến thờ Phượng Chúa sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 của Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Đà Nẵng của chúng tôi. Chương trình xin được bắt đầu. Xin Chúa cùng, kính mời Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa, thánh ca số 277, Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thai. Xin Hội Thánh chúng ta tôn vinh Chúa câu thứ nhất, câu thứ nhì. Sau khi đường dạo, chúng ta sẽ tôn vinh Chúa tiếp câu thứ tư của bài thánh ca Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thai. Tôn vinh Chúa tiếp câu thứ tư của bài thánh ca 277, Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thai. Trên không, Giêsu đi.
xin kính mời Hội Thánh cùng nghinh thánh lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên 91 từ câu 1 đến câu 7. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người xa ngã bên ngươi và muôn người xa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Tiếp tục chương trình, xin kính mời Thánh cùng tôn vinh Chúa thánh ca số 26, chúc cho Đấng ngồi trên ngôi. Xin chúng ta tôn vinh Chúa thánh ca này hai lần. Sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Để Đức Chúa Trời cai trị và ban phước trên chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay, trân trọng kính mời Mục sư Nguyễn Thanh Hồng, quản nhiệm Hội Thánh, tiến đến tòa giảng cầu nguyện khai lễ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, và Ngài cũng là cứu Chúa của chúng con, Đấng đang hiện diện ở trong chúng con qua Thánh Linh của Ngài. Chúng con hiệp chung nhau không những trong Hội Thánh của Chúa tại Đà Nẵng này, thì chúng con cùng hiệp chung nhau với tất cả con cái của Chúa trên thế gian này để hướng lòng về Chúa, thờ phượng Ngài, vâng theo mạng lệnh của Chúa. Chúng con biệt riêng ngày thứ nhất trong tuần lễ làm ngày nghỉ để hiệp chung với nhau, hướng lòng về Chúa, tôn vinh, ngợi khen Cha của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Cha kính yêu của chúng con ơi, tuần lễ trôi qua,
chúng con sống ở trong đời sống hàng ngày, có những suy nghĩ, có những lời nói, có những việc làm nào không đẹp lòng Cha, xin tha tội cho chúng con trong danh con yêu dấu của Ngài. Để thì giờ phước hạnh này chẳng còn có một sự ngăn trở nào giữa sự hiện diện của Chúa với tất cả ông bà, anh chị em chúng con. Dầu không phải chỉ ở trong nhà thờ, nhưng tại nhà riêng của mỗi chúng con, gia đình của chúng con đang hiệp nhau lại dâng lên Chúa sự thờ phượng. Xin Chúa xuống phước đầy ơn trên chúng con. Đức Chúa Trời là thần, ai thờ phượng Ngài lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Chúng con đang hướng lòng về Chúa bằng cả tâm linh của chúng con, bằng cả thân thể này đang hiệp lại với nhau để dâng lên Chúa sự thờ phượng. Xin mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài và ơn của Chúa đầy dẫy ở trên mỗi chúng con. Chúa xuống phước trong chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Chúa ban cho chấp sự Nguyễn Tiến Dũng, phó thư ký của Hội Thánh được đầy ơn trong sự hướng dẫn chương trình thờ phượng. Chúa ban cho anh em chúng con, kẻ đánh đàn, người điều khiển âm thanh ánh sáng, người điều khiển máy chiếu, quay phim, hết thảy ở trong sự tể trị dẫn dắt trọn vẹn của Chúa, hầu cho chương trình thờ phượng của mỗi chúng con được đầy ơn của Ngài. Tại nơi gia đình, mỗi chúng con đang hướng lòng về Chúa, xin từng lời thánh ca, ca ngợi tôn vinh Ngài, từng lời kinh thánh được đến với lòng của chúng con, và mọi sự xin Chúa của chúng con được tôn cao ở trong sự thờ phượng của chúng con sáng hôm nay. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ông bà, anh chị em chúng con, ai đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, xin Chúa thương xót, tiếp trợ mọi nhu cầu cần dùng. Ai trong chúng con đang ở trên giường bệnh, xin Chúa đặt tay nhân lành chữa bệnh cho anh em con. Ai trong anh em chúng con đang ở trong sự yếu đuối đức tin, xin Chúa thương xót, thăm viếng anh em chúng con, để anh em chúng con bởi sự yêu thương của Ngài, họ trỗi dậy trong sự yếu đuối của mình, dâng lên Chúa sự thờ phượng, để bởi ơn của Ngài, anh em chúng con đầy dậy sức mới của Chúa, tiếp tục bước đi thờ phượng Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hiệp nhau tại đây, cung kính dâng chương trình thờ phượng sáng hôm nay trong sự tể trị của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời thánh chúng ta đồng an tọa. Đến thì giờ cầu thay và cảm tạ. Giờ này quý con cái Chúa đương ở tại gia đình cũng có những lời nào cảm tạ và cầu xin, chúng ta cùng hiệp nhau trong thời giờ sau này. Xin cầu nguyện cho những công việc chung của nhà Chúa. Thứ nhất, cầu xin Chúa gìn giữ quý tôi con Chúa được bình an, thêm sức cho các con cái Chúa đang chịu sự cách ly trong cơn đại dịch, và sớm cho hết dịch bệnh để là không còn phải giãn cách xã hội, hội thánh được trở lại thờ phượng Chúa chung tại nhà thờ. Cầu xin Chúa mở đường tiếp trợ cho quý con gái Chúa đang gặp những sự khó khăn, không có thu nhập, để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày còn cách ly, chưa trở lại bình thường. Cầu xin Chúa ban phước cho các cấp chính quyền, các y bác sĩ, các chiến sĩ, các người tình nguyện viên được đầy ơn của Chúa trong việc phòng chống dịch COVID-19 và điều trị người bệnh. Cầu xin Chúa tiếp trợ đủ sự cần dùng, chữa lành mọi bệnh tật và thêm sức mới cho quý con cái Chúa bị đau ốm lâu ngày nằm trên giường bệnh. Quý con cái Chúa mắc những chứng bệnh nan y hiện đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại gia đình. Đặc biệt xin cầu nguyện cho việc kiến thiết xây dựng cơ sở nhà Chúa, hội thánh đã được cấp giấy phép xây dựng theo hiện trạng nhà thờ tư thất quận nghiệm và tường rào cổng ngõ sau khi cải tạo. Tư thất của hội thánh sẽ được cơi nới ra phía trước và nâng lên 3 tầng để sử dụng làm các phòng học của trường chủ nhật. Xây dựng mới 2 tầng làm nhà ở cho quản nghiệm, nơi mảnh đất ở phía sau
và chỉnh trang lại tường rào cổng ngõ mặt tiền nhà thờ. Dự chi cho ba hạng mục công trình này là 4 tỷ đồng. Kính xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt để Chúa dẫn dắt ban phước cho ban kiến thiết xây dựng có sự khôn ngoan đầy ơn của Chúa để hoàn tất công việc xây dựng Hội Thánh đã giao cho, được kết quả tốt đẹp, dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. Dự kiến vào giữa tháng 9 năm 2020 sẽ khởi công xây dựng. Xin Chúa mở đường tiếp trợ cho ký quan cá Chúa dâng hiến rời rộng để có đủ tài chính sớm thực hiện chương trình này. Cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn trên ban truyền giáo, công tác chứng đạo, chăm sóc, truyền giảng. Xin cho quý con cái Chúa tích cực làm chứng về Chúa trong mọi hoàn cảnh. Giờ này xin kính mời Hội Thánh trong giờ lạc hiến, chúng ta ngay tại nhà các con cái Chúa chuẩn bị số tiền để chúng ta dâng cho Ngài. Xin Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện trong hơn một tháng qua, việc dâng hiến tiền bạc để lo cho nền tự trị của Hội Thánh gặp những sự khó khăn vì cách ly, bệnh tật. Cho nên kính mong quý con cái Chúa trung tín trong sự dâng hiến rời rộng để rồi Hội Thánh có đủ tài chính lo cho nền tự trị của công việc nhà Chúa. Tư hóa Hội Thánh sẽ có mặt tại nhà thờ lúc 9:30 mỗi sáng Chủ nhật để nhận tất cả các khoản dâng hiến. Kính cầu xin Chúa ban phước trên hết thảy mỗi chúng ta. Tiếp tục chương trình, xin kính mời Hội Thánh tôn vinh Chúa thánh ca số 49, Chúa sẽ lo toan. Chúng ta tôn vinh Chúa câu thứ nhất, câu thứ nhì, sau đó chúng ta đừng dạo, chúng ta sẽ tôn vinh Chúa tiếp câu thứ năm của bài thánh ca số 49, Chúa sẽ lo toan. Go!
trân trọng kính mời Thánh đồng đứng lên. Tôi xin được phép cầu thay và dâng lên lời cảm tạ những năng đề vừa rồi Hội Thánh vừa nêu. Lạy Cha kính yêu của chúng con ngợi khen cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Cho suốt một tuần lễ qua, Chúa đã gìn giữ hết thảy tôi con của Ngài trong sự bình yên trọn vẹn. Vì Ngài chúng con đang ở trong mùa dịch, nhưng mà Chúa đã gìn giữ hết thảy chúng con bình an. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Dù vậy, chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót còn một số con cái Chúa đang ở trong sự cách ly. Xin Chúa thêm sức ban ơn và Chúa tiếp trợ cho những con cái Chúa đang gặp sự khó khăn trong công ăn việc làm, không có thu nhập, và xin Chúa tiếp trợ cho đủ sự cần dùng mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, trong cơn đại dịch này, những con cái Chúa đương đau ốm lâu ngày nằm trên giường bệnh, những người mắc những chứng bệnh nan y sẽ gặp những sự khó khăn trong vấn đề điều trị. Xin Chúa đặt cánh tay quyền năng của Ngài chữa lành bệnh và tiếp trợ đủ sự cần dùng cho hết thảy mỗi ông bà anh chị em chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng ban phước cho công việc chung của Chúa. Trong thời gian sắp đến, Hội Thánh sẽ tiến hành xây dựng cơ sở giáo dục cũng như tất cả các hạng mục công trình mà được nhà chính quyền cho phép xây dựng. Xin Chúa ban phước mở đường để rồi cho thời tiết cũng như dịch bệnh sẽ qua đi, để rồi chúng con sớm thực hiện kế hoạch này trong một cách tốt nhất, để rồi dân sự vinh hiển lên cho Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài vô cùng. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho các em sắp đến đây sẽ thi tốt nghiệp phổ thông trong những ngày sắp đến. Trong cái mùa dịch bệnh này, xin Chúa gìn giữ các em trong sự bình yên, và Chúa ban cho các em có sức khỏe tốt để rồi làm bài, có sự khôn ngoan, kết quả làm bài được tốt. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con biết rằng những ngày sắp đến có những sự khó khăn, nhưng chúng con tin chắc rằng Chúa chúng con là đấng chăm lo chu cấp mọi nhu cầu đời sống của chúng con, nên cho chúng con rất là bình an ở trong Chúa. Xin Ngài tiếp tục ở cùng dẫn dắt và ban phước trên Hội Thánh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện sau giờ này, đầy tớ Chúa sẽ có lời của Chúa cho Hội Thánh. Xin Ngài sức dầu mới trên tôi tớ Chúa và ban ơn càng thêm ơn mỗi ngày, để ông có ơn đủ ơn của Chúa để hầu việc Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Trong thời giờ thờ phượng Chúa sáng hôm nay, con gái Chúa giờ này cũng có một số tiền dâng lên cho Chúa. Xin Ngài vui nhận và Chúa thánh hóa số tiền này để làm ích lợi công việc nhà của Chúa, và Chúa ban phước cho chúng con được mở mang vương quốc của Ngài trên đất. Chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa những thời giờ thật là phước hạnh chúng con được ngồi dưới chân của Ngài để thờ phượng Ngài. Xin Chúa giờ này hiện diện và ban phước trên trong thời giờ thờ phượng của sáng hôm nay. Cách đặc biệt chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con phó dâng mọi sự trong tay Chúa hết lòng, thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an tọa. Giờ này xin trân trọng kính mời Hội Thánh chúng ta cùng tra xem lời Chúa ở trong thơ Philip chương 1 từ câu 1 đến câu 11. Tôi xin đọc lời của Chúa. Thơ của Phaolô gửi cho người Philip. Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, vào trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sập không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Giờ này Hội Thánh sẽ được lắng nghe lời của Chúa qua tôi tớ của Ngài giảng luận với đề tài
đời sống Cơ Đốc đích thực. Trân trọng kính mời mục sư lên hầu Chúa. Thân ái kính chào quý cụ ông bà anh chị em. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa thì giờ phước hạnh của ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đồng lòng hiệp ý với nhau để dâng lên Chúa sự thờ phượng. Dưới chân Chúa chúng ta ngợi khen tôn vinh Ngài, dưới chân Ngài chúng ta hiệp với nhau để cầu nguyện cho công việc nhà Chúa, cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, đặc biệt trong giai đoạn này. Và dưới chân Chúa, chúng ta cũng có thì giờ để chúng ta học hỏi lời Chúa với nhau. Bởi vì chúng ta sống là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là đồ ăn để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta. Sống với Chúa và chúng ta cũng sống với lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa chúng ta đã cùng nhau học hỏi lời Chúa xuyên suốt thư Gia Cơ. Hầu hết thư Gia Cơ chúng ta học qua sự thờ phượng trực tuyến. Buổi sáng hôm nay chúng ta bắt đầu với một thư tín mới, đó là thư Philip. Nhưng tôi xin Đức Chúa Trời thương xót, đừng để thư Philip cũng hầu hết chúng ta đều học qua chương trình trực tuyến. Xin Chúa thương xót để chúng ta sẽ sớm gặp gỡ nhau trong nhà thờ, mặt đối mặt, chúng ta nhìn nhau, chúng ta chia sẻ với nhau những gì chúng ta có được ở trong đời sống của chúng ta, không phải bằng điều chi khác hơn trong cái nhìn, trong nụ cười, trong cái bắt tay. Điều đó cũng đem lại cho chúng ta một sự thông công rất là cần thiết ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Thưa ông bà, anh chị em, thư Philip đoạn 1 câu 12 đến câu 26, Phaolô đã cho chúng ta biết thư tín này ông viết đang khi ông ở tù. Và cùng với những lá thư trong Tân Ước là thư Philemon, thư Colosse và thư Epheso là những bức thư được gọi là thư lao tù. Tại trong tù, Sứ đồ Phaolô vẫn tiếp tục dạy lời của Đức Chúa Trời. Tại trong tù, Phaolô tiếp tục với sứ mạng Chúa giao cho là rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa cho đồng bào. Tại trong tù, Sứ đồ Phaolô vẫn điều hành hội thánh của Đức Chúa Trời qua những lá thư gửi đến cho các hội thánh mà Sứ đồ đã thành lập ở trong ơn của Chúa. Với phần kinh thánh buổi sáng hôm nay, Philip đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11, chúng ta cùng học với nhau về một bài học đời sống Cơ Đốc đích thực. Đời sống Cơ Đốc đích thực được thể hiện qua mối liên hệ thông công giữa Phaolô và Timôthê với các thánh đồ, với các giám mục và với các chấp sự tại hội thánh Philip. Trong Philip đoạn 1 câu 1 chép rằng: Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Đầy tớ thì có thể đổi chủ, nhưng nói đến tôi tớ thì không có quyền để đổi chủ.
chữ tôi tớ còn được gọi là nô lệ. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi nói tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, điều đó cũng có nghĩa rằng thân thể này, tâm trí này và tâm linh của tôi đều thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi sẵn sàng để đầu phục Ngài trong mọi sự. Không dễ để xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Quý mục sư hầu hết thường xưng mình là đầy tớ của Chúa. Vì chúng ta cũng có thể có quyền thay đổi chủ khi ta là đầy tớ. Nhưng ai đó xưng mình là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì hãy biết rằng chúng ta phải nói trong thái độ của một người hiểu biết, đó là chúng ta đã trở nên nô lệ cho Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Chúng ta không còn quyền ở trên đời sống của chính mình. Chúng ta không phải sống sự sống của mình nữa, mà sống sự sống của Đấng Christ ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, khi xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ thì phải hiểu nó bao gồm ba điều sau đây. Thứ nhất, Đấng Christ đã sở hữu mình một cách tuyệt đối. Thứ hai, tôi tớ là phải thuận phục ý muốn của Đức Chúa Giê-xu Christ và tôi tớ không còn có ý muốn của mình nữa. Thứ ba là một tôi tớ phải tiếp nối công việc của một tôi tớ. Các đấng tiên tri đã xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ngày hôm nay, những tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ phải tiếp tục với chức vụ tôi tớ mà các đấng tiên tri đã sống, đã hầu việc Ngài. Là một tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ phải thuận phục ý muốn của Đức Chúa Giê-xu. Là một tôi tớ thì không còn là ý muốn của mình nữa. Gọi Ngài là Chúa thì phải làm theo lời Chúa. Ở trong Luca đoạn 6 câu 46, Chúa Giê-xu nói: sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Khi gọi Ngài là chủ của đời sống con thì chúng ta phải sống với ý muốn của chủ chúng ta là đấng đang cai trị cuộc đời của chúng ta. Tôi tớ làm việc trong tinh thần phải làm, thời gian, sức lực và của cải là thuộc về Chúa chứ không còn là của mình nữa. Luca đoạn 17 câu 10, Chúa Giê-xu phán: các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là tôi tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Không có điều chi mà để kiêu ngạo cả. Không có điều chi một tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ mà gọi rằng đó là việc mà tôi làm. Bởi hết thảy không phải sức lực, bởi hết thảy không phải là thời gian, và bởi hết thảy không phải là bởi của cải và năng lực của mình làm nên công việc của Đức Chúa Trời đâu. Cho nên xin Chúa ban ơn để chúng ta ý thức rất rõ rằng khi xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ
thì hãy nói một điều rằng điều chúng tôi đã làm là điều chúng tôi phải làm mà thôi. Tôi tớ là một người sẽ tiếp nối công việc của các đấng tiên tri. Các tiên tri như là Môi-se, Giô-suê, David, A-mốt, Giê-rê-mi, họ đều xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Họ đã làm những gì? Thì tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ ngày hôm nay hãy tiếp nối công việc của Môi-se, của Giô-suê, của David, của A-mốt, của Giê-rê-mi mà sẵn sàng để đối diện với từng hoàn cảnh ở trong từng môi trường để sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Còn khi nói là thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ, khi nói mình là thánh đồ của Chúa thì phải hiểu địa vị của thánh đồ là gì. Con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta xưng mình và người khác cũng gọi chúng ta là thánh đồ, như Phao-lô đã gọi hội thánh Philip là các thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu. Chấp sự là một thánh đồ, giám mục là một thánh đồ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi mình đã được gọi là thánh đồ của Chúa thì mình phải biết địa vị của một thánh đồ là như thế nào. Thánh đồ là người đã được để riêng ra, được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời rồi mới được gọi là một thánh đồ. Trong Lê Vi Ký đoạn 21 câu 6 chép rằng họ sẽ biệt ra thánh cho Đức Chúa Trời mình và chớ làm ô danh Ngài, vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa thiêu, tức là vật thực của Đức Chúa Trời mình, họ phải nên thánh. Chúng ta đều là thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi chúng ta có quyền để dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Bởi chúng ta có quyền để đến với Đức Chúa Trời, dâng lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta được bước vào nơi rất thánh để ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta là những người đã được biệt riêng ra thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, đó là một địa vị hết sức quan trọng mà chỉ có thầy tế lễ mới có được, mà mỗi chúng ta đều là thầy tế lễ. Chúng ta không phải nhờ ai cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta xưng tội mình không phải chúng ta phải xưng qua bất cứ một ai. Chúng ta trực tiếp đến với Ngài vì chúng ta là thầy tế lễ. Vì vậy, là một người được biệt ra thánh cho Đức Chúa Trời, phải hiểu rằng địa vị của chúng ta là thánh. Cho nên hãy gìn giữ đời sống của mình, đừng để điều gì trong thế gian này làm hoang ố địa vị mà chúng ta có được, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm ở trên chúng ta. Ngài đã rửa chúng ta được sạch, không phải rửa bằng nước, mà Ngài đã rửa chúng ta bằng chính máu của Ngài. Vì vậy, kính mến Ngài, yêu Ngài thì phải biết giá trị mà Ngài đã dùng máu để rửa cho chúng ta, thì xin đừng làm cho lắm lại. Được biệt riêng ra khỏi các dân để làm dân thuộc riêng về Ngài. Chúng ta tự hào bởi vì ở trong thế gian này nhưng chúng ta lại là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gọi rằng chúng ta chỉ ở tạm thời tại đây bởi vì đây không phải là quê hương của chúng ta. Nơi ở của chúng ta là một thiên đường vinh hiển. Vì vậy, ở đây để chúng ta rao ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, của thiên đàng, của sự thánh sạch. Vì vậy, hãy biết địa vị của mình mà sống cho đẹp lòng Chúa.
Lễ Vi Ký đoạn 20 câu 26 chép rằng: đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân để làm gì? Để các ngươi thuộc riêng về ta. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, mỗi cơ đốc nhân là một thánh đồ, được Chúa gọi ra, được Chúa biệt riêng ra để thuộc về Ngài. Chúa cứ thế chính là môi trường sống của cơ đốc nhân đích thực. Một đời sống vận động trong ý chỉ, trong ân điển và trong sự hiện diện của Ngài mà thôi. Không phải chỉ ở trong nhà thờ, nhưng ngay tại trong gia đình, trong tại chỗ chúng ta làm việc, ở đó cũng là môi trường sống của chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho chúng ta là cứu chuộc chúng ta. Việc của Đức Chúa Giê-xu làm trong chúng ta là Ngài đã thánh hóa chúng ta. Việc của Đức Chúa Giê-xu làm qua chúng ta là sự phục vụ của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy đã được ở trong sự cứu chuộc của Ngài. Vì vậy chúng ta đã được thánh hóa ở trong Ngài. Và chúng ta cũng đã được Ngài hành động qua chúng ta để chúng ta hầu việc Cha của chúng ta trên trời. Vậy hãy sống đúng với địa vị mà Ngài đã đem lại cho chúng ta. Một địa vị làm tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, một địa vị làm thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hãy làm cho trọn. Điều kế tiếp mà chúng ta cùng học với nhau: một đời sống được gọi là đời sống cơ đốc nhân đích thực là đời sống đầy niềm vui, đầy sự tạ ơn và hy vọng. Trong Philip đoạn 1 câu 3 đến câu 6 chép rằng: mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ trong tù, từ trong hoạn nạn mà sứ đồ Phao-lô đã viết lên những điều này để bày tỏ niềm vui của mình trong lao tù. Niềm vui đó đến với tôi là mỗi khi tôi nhớ đến anh em, mỗi khi tôi nghĩ đến anh em, không còn là hoạn nạn, không còn là xiềng xích nữa, mà tôi đang mừng rỡ ở trong sự nghĩ đến và trong sự nhớ đến anh em. Phao-lô đã cầu nguyện cho các thánh đồ, cho các giám mục, cho các chấp sự ở trong niềm vui, trong sự tạ ơn. Vì sao? Là vì từ ban đầu cho đến bấy giờ, với bao nhiêu khó khăn bắt bớ mà hội thánh của Chúa tại Philip đã thông công cùng nhau trong sự tấn tới của đạo tin lành. Hội thánh Philip được hình thành và phát triển, điều đó không phải đến từ một người, cũng chẳng phải đến từ một nhóm người nào đâu, mà là bởi sự đồng công, bởi sự thông công của anh em. Từ khi tôi đặt chân đến Philip cho đến khi tôi không còn ở với anh em thì đạo tin lành vẫn cứ tiếp tục phát triển. Điều đó chứng thực rằng sự thông công của trong anh em rất là tốt, sự đồng lòng hiệp ý của anh em rất là tốt. Hãy dành mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Không phải vì ai,
không phải bởi ai cả, nhưng bởi sự đồng công của anh em, bởi sự thông công của anh em trong sự tấn tới của đạo Tin Lành. Không có khó khăn, bắt bớ, kinh khiếp nào ngăn được sự phát triển của đạo Tin Lành của Chúa tại thành phố Philip. Mãi cho đến bây giờ, tôi ở trong tù mà Tin Lành của Chúa thì không hề bị tù. Bởi tinh thần của anh em thông công với nhau, và chúng ta đã đồng thanh dâng lên Chúa lời tạ ơn về sự thông công, đồng công, cộng tác với nhau, anh chị em chúng ta ở trong Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng cũng vậy. Không phải chúng ta mừng là vì Hội Thánh của chúng ta đã gần tròn 110 năm đâu, nhưng chúng ta mừng là bởi vì Tin Lành của Chúa đến với Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh của Ngài được thành lập từ ngày đó cho đến bây giờ, Tin Lành cứu rỗi của Chúa cứ tiếp tục được giảng ra, và nhiều Hội Thánh của Ngài từ Nam cho tới Bắc đều là những Hội Thánh trưởng thành và vững mạnh. Đó mới là điều đáng để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn. Cho dù từ thời của tôi tớ này cho đến tôi tớ khác của Chúa ở trên Hội Thánh, hay có những lúc không có tôi tớ của Chúa ở trên Hội Thánh, thì Hội Thánh Đà Nẵng vẫn là Hội Thánh của sự rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho đồng bào chúng ta. Phải lắm, Ngài đã chọn ở chính giữa đất nước Việt Nam này một Hội Thánh để tiến ra Bắc và để đưa Tin Lành vào Nam. Không chỉ thể chỉ ra, chỉ vào, mà Tin Lành của Chúa cũng đã được đến trên các vùng cao nguyên kia nữa. Tất cả đều bắt đầu từ Hội Thánh Mẹ, Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng. Xin Chúa ban ơn để điều đó không phải chỉ là điều để chúng ta tạ ơn thôi đâu, mà đó là điều để nhắc nhớ cho chúng ta hãy tiếp tục ở trong tinh thần thông công với nhau, đồng lòng hiệp ý với nhau, để Tin Lành cứu rỗi của Chúa cũng sẽ được mở ra trên thành phố yêu thương của chúng ta. Xin Chúa ban phước để đầy ơn trên mỗi ông bà anh chị em chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, và trong thì giờ này mỗi chúng ta cũng hãy đem lời này vào ở trong sự sống của chúng ta, để chúng ta vững vàng và tin cậy. Đó là tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong chúng ta sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đang chờ đợi ngày đó. Chúng ta đang sống mỗi ngày để làm xong công việc Cha giao cho chúng ta, để chờ đợi ngày của Chúa đến với chúng ta. Không phải ngồi để chờ, mà chúng ta đã biết được Đấng đã làm khởi sự làm việc lành trên chúng ta, thì Ngài cũng sẽ làm trọn điều đó trong ngày Chúa Giêsu đấy. Hãy tiếp tục đồng công, thông công với nhau, để chia sẻ cùng nhau, để giúp cho đạo của Chúa được phát triển. Một sự tin chắc dựa trên quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Một sự tin chắc bởi tình yêu đó, chúng ta đồng công phục vụ Chúa để Tin Lành đến với nhiều tội nhân, để nhiều người được cứu. Đó là mục đích của mỗi chúng ta. Điều kế tiếp chúng ta cùng học với nhau: một đời sống cơ đốc đích thực là đời sống đồng công với nhau. Tôi tớ đồng công với các thánh đồ, thánh đồ với các chấp sự, và các chấp sự đồng công với ban trị sự hội thánh, hay được gọi là giám mục. Chúng ta đồng công ở trong ăn sủng, chúng ta đồng công ở trong chức việc, chúng ta đồng công ở trong sự chịu khổ, chúng ta đồng công với Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta, để cho danh Cha được tôn cao ở trên quê hương của chúng ta, quê hương Đà Nẵng
và quê hương Việt Nam của chúng ta. Đồng con trong ăn điển là chúng ta đã nhận lãnh một cách nhân không, thì hãy chia ra một cách nhân không cho đồng bào chúng ta. Chúng ta đã đồng công trong chức việc. Việc ở đây là chúng ta đồng công để binh vực đạo tin lành. Đồng công trong chức việc để chúng ta làm chứng cho đạo tin lành. Trên một phương diện, chúng ta bảo vệ đạo cứu rỗi của Ngài. Trên một phương diện, chúng ta phát triển đạo của Chúa ở trên đất nước, trên quê hương của chúng ta. Chúng ta đồng công trong sự chịu khổ là chúng ta cùng dự phần để chịu khổ, đồng công với nhau trong xiềng xích, như hội thánh Philip đồng công với Phaolô. Từ trong hội thánh tại Macedon, nhưng những phần quà, sự chia sẻ, sự yên ủi của họ gửi đến tận Roma, nơi mà Phaolô đang chịu xiềng xích. Đồng công để chia sẻ với nhau vì phúc âm của Chúa. Chúng ta đồng công ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, ấy là chúng ta lấy lòng yêu dấu của Chúa mà chiếu mến lẫn nhau. Hội thánh Philip cùng Phao-lô, Timôthê cùng Phao-lô, họ đồng công trung tín hợp tác trong sự phát triển đạo tin lành khi cùng nhau ở tại Philip, và cho đến bây giờ không có ở cùng nhau, nhưng họ vẫn đồng công với nhau trong tin lành cứu rỗi đồng bào. Philip đã giữ phần ân điển đã ban cho Phao-lô, họ đã giữ phần trong sự chịu khổ, họ đã giữ phần trong sự binh vực và làm chứng đạo tin lành của Đức Chúa Trời. Sự hiện hữu một cách mạnh mẽ và phát triển là một lời biện minh hết sức là mạnh mẽ cho đạo cứu rỗi của Chúa mà hội thánh Philip đã đem lại. Sự đồng công nó thể hiện qua sự nhớ đến anh em. Sự đồng công nó thể hiện trong sự nghĩ đến anh em mình. Sự đồng công nó thể hiện anh em ở trong lòng tôi và tôi ở trong lòng anh em. Sự đồng công nó thể hiện qua sự thương mến nhau bằng tình thương của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời làm chứng cho tình yêu thương chiếu mến đó, không gần nhau nhưng là ở với nhau, không nói chuyện được nhau nhưng có quyền để nghĩ đến nhau, có quyền để nhớ đến nhau. Chúng ta không có thể ở bên nhau nhưng chúng ta có thể ở trong nhau được. Mỗi người hãy ở trong lòng nhau để chúng ta cùng chia sẻ phúc âm, cùng yêu thương bằng tình yêu của Chúa Giê-xu yêu mình. Tình yêu mà Phao-lô có được với hội thánh Philip là tình yêu mà Chúa Giê-xu đã yêu ông. Tình yêu mà Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Ngài đã về trời, nhưng Ngài đang ở trong lòng của chúng ta. Ngài không ở đây, nhưng Ngài ở trong mỗi chúng ta để giúp sức chúng ta hàng ngày, để yêu chúng ta, để trìu mến chúng ta. Thì chúng ta cũng vậy, dầu không có mặt với nhau, không ở cùng nhau để chia sẻ ở trong hoàn cảnh này, nhưng chúng ta chia sẻ bằng tình yêu của chúng ta, bằng sự nhớ đến, bằng sự cầu nguyện ở trong đời sống của chúng ta. Cuối cùng, đời sống cơ đốc đích thực là một đời sống mỗi ngày gia tăng sự yêu thương, gia tăng trong sự hiểu biết và gia tăng trong sự nhận biết một cách sâu sắc để chúng ta yêu thương. Philip đoạn 1 câu 9 đến câu 10 chép rằng: điều tôi xin ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và mọi sự nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch. Lòng yêu thương mỗi ngày cần được chan chứa hơn, cần được gia tăng hơn.
nhưng chan chứa gia tăng trong sự thông biết, gia tăng trong sự suy hiểu hay là trong sự nhận biết một cách sâu sắc, để lòng yêu thương của chúng ta nó không mù quáng, để chúng ta thấy được sự khác biệt giữa giả và thật. Lòng yêu thương chan chứa là tốt, là quý lắm, nên không thiếu những kẻ đã lợi dụng lòng yêu thương của người khác mà vụ lợi cho mình. Yêu thương là tốt, nhưng phải yêu thương trong lẽ thật. Yêu thương thiếu lẽ thật là giết người, chứ không phải là yêu thương. Chúa cứu thế Giê-xu là gương mẫu cho chúng ta. Chúa cứu thế Giê-xu đã yêu thương và Ngài yêu thương trong lẽ thật. Ngài yêu thương đoàn dân đang đói. Họ không có gì để ăn và họ cũng chẳng hề mở miệng để xin Ngài cho họ ăn. Nhưng Ngài đã cho họ ăn. 5.000 người, không kể đàn bà và con nít, họ đã ăn no nê và còn dư 12 giỏ đầy. Ngài cũng nói với các môn đệ của Ngài rằng các ngươi phải cho họ ăn vì họ đang đói. Nhưng không phải, ngày hôm sau họ tìm đến với Chúa để được ăn nữa. Họ đến với Ngài tại Ca-bê-na-âm và họ nói rằng: Thưa Thầy, chứ Thầy đến đây lúc nào? Chúng tôi tìm Thầy từ hồi sáng cho đến bây giờ mới gặp được Thầy. Chắc quý cụ, ông bà, anh chị em nhớ Chúa Giê-xu đã nói gì với đoàn dân đang tìm Chúa. Ngài nói rằng: Các ngươi tìm ta để làm chi? Đừng vì đồ ăn hay hư nát, nhưng phải vì đồ ăn còn lại cho đến sự sống đời đời. Một cuộc biện luận giữa họ với Ngài kéo dài lắm. Họ đòi hỏi Ngài hãy cho họ bánh để ăn và không còn đói nữa. Và Chúa đã nói đồ ăn đó chính là thịt ta và máu ta. Tất cả đều lui đi. Quý vị biết họ lui trong lúc họ đang đói hay là họ đã được no rồi? Họ lui đang lúc họ đói về thực thể này. Chúa Giê-xu có kêu lại để cho thêm họ điều chi không? Câu trả lời là không. Không những không kêu trở lại, mà Ngài còn nói với những sứ đồ của Ngài rằng: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Câu đó có thể nói rằng nếu muốn lui thì cứ lui đi. Có quá nhiều anh chị em chúng ta đã yêu thương những yêu thương thiếu lẽ thật. Hãy noi gương Chúa cứu thế Giê-xu, yêu thương càng ngày càng chan chứa là đúng, nhưng yêu thương để đem họ đến với Chúa cứu thế Giê-xu, chứ đừng để chúng ta trở nên những người mù quáng và bị người khác lợi dụng chúng ta. Xin Chúa ban phước trên quý cụ, ông bà, anh chị em và chính mình tôi, để chúng ta bởi lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô rằng: Điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, nhưng mà chan chứa hơn trong sự thông biết và trong sự suy hiểu. Xin Chúa cho tình yêu thương của chúng ta mỗi ngày mỗi thêm lên, mỗi ngày mỗi tràn ra, nhưng phải là đầy tràn trong sự hiểu biết, trong sự nhận biết một cách minh mẫn và minh bạch. Yêu thương phải vượt trên thái độ nhiệt tình một cách mù quáng. Chúng ta cần được Chúa dẫn dắt trong sự thông biết và suy hiểu. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô đã nói lên mục tiêu của một đời sống cơ đốc đích thực. Mục tiêu đó là được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giê-xu Christ và làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Philip đoạn 1 câu 11.
bông trái công bình rất quý, nhưng phải là công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, chứ không phải đến từ con người và luật pháp. Hầu sự công bình đó đem lại sự vinh hiển và chúc tụng Chúa và cứu Chúa của chúng ta, không đem lại sự ca ngợi, địa vị hay một sự tôn trọng cho chính mình hay cho bất cứ ai. Sự vinh hiển chỉ thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Mọi sự chúng ta làm hãy làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân chân chính đều phải biết rõ đời sống mới của mình không phải do sức riêng của mình, nhưng do ân sủng của Đức Chúa Trời mà chúng ta có được. Hãy sống cho sự vinh hiển của Chúa. Hãy hết lòng vận dụng tất cả những gì Chúa ban cho, sức lực, thời gian và tiền bạc, tập trung cho sự vinh hiển của Cha chúng ta, Đấng đã đến tìm và cứu chúng ta, Đấng đã mua chúng ta bằng một giá cao rồi, Đấng đã biệt chúng ta ra làm riêng thuộc về Chúa. Xin Chúa ban ơn xuống phước để chính mình tôi, quý cụ ông bà anh chị em, chúng ta sẽ là những người có đời sống cơ đốc đích thực để làm vinh hiển danh Ngài. Cảm tạ Chúa, lời Chúa buổi sáng nay được tôi tới Chúa giảng cách rõ ràng và sâu nhiệm. Đời sống cơ đốc đích thực là một đời sống phải có mối liên hệ mật thiết với các thánh đồ. Chúng ta đã mua chuộc bằng chính huyết của Chúa. Chúng ta sống đời sống thuần phục theo ý muốn của Ngài, và chúng ta đồng công tiếp nối công việc của Chúa trên đất. Đời sống chúng ta phải là đời sống yêu thương một cách trang hòa và càng ngày càng sâu nhiệm thông biết Chúa. Đời sống chúng ta phải là đời sống ngợi khen Cha trên đất, tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc mà Cha giao cho làm. Giờ này xin kính mời thánh chúng ta đồng đứng lên hiệp chung với lại chấp sự Dương Thị Thánh Mỹ đáp ứng lời Chúa trong thời giờ này. Xin kính mời. Lạy Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương của chúng con, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã chọn chúng con giữa thế gian này và cho chúng con địa vị làm con cái của Ngài. Bởi vì địa vị đó, chúng con được mua chuộc bởi huyết báo của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con cảm tạ ơn Chúa trong địa vị làm con cái của Ngài. Chúng con được Ngài thánh hóa, để rồi đời sống của chúng con được kết quả nhiều hơn cho Ngài. Xin Cha thương xót và nhắc nhở, dạy dỗ mỗi một chúng con, để rồi chúng con không bao giờ chúng con quên mất, để rồi chúng con đánh mất địa vị làm con của Chúa. Cho chúng con biết rằng chúng con sống đây không phải là chúng con sống, nhưng mà Chúa sống qua mỗi đời sống của chúng con. Và cho chúng con biết rằng chúng con không phải là chúng con sống cho mình, nhưng chúng con sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin cho chúng con nhắc nhở, cho chúng con nhớ rằng chúng con là tôi tớ của Ngài, và tôi tớ thì phải giống như chủ mình. Xin dạy dỗ chúng con mỗi ngày bằng chính lời của Ngài, để rồi mỗi lời ăn, tiếng nói, việc làm của chúng con đều được sự dẫn dắt bởi Thánh Linh của Chúa. Đời sống chúng con được thánh hóa một cách hoàn toàn. Mỗi ngày chúng con tiến đến chốn cao hơn, và qua đời sống của chúng con, nhiều người được biết đến danh của Ngài. Họ chạy đến tin danh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Ngoài ra mỗi một chúng con lại có những mối thông công với lại anh em mình nữa. Xin ban cho chúng con có một mối thông công thật sự đầy dẫy niềm vui mừng, đầy dẫy tình yêu thương. Chúng con luôn lo tưởng, luôn nhớ đến nhau bằng sự cầu nguyện. Dầu giữa hoàn cảnh vì chúng con phải giãn cách xã hội, nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Ngài cho chúng con vẫn được sự thờ phượng Ngài, vẫn được sự cầu nguyện,
vẫn được nhớ nhau để chúng con khích lệ đức tin lẫn nhau. Chúng con được chia sẻ đức tin để rồi đức tin của chúng con được gây dựng. Chúng con được chia sẻ yêu thương để rồi tình yêu thương của chúng con được thêm lên. Chúng con được chia sẻ những điều gì mình có để rồi chúng con được Chúa ban cho nhiều hơn. Xin giúp đỡ cho chúng con để rồi không phải là chúng con chỉ nhớ đến một mình mà thôi, nhưng mà cho chúng con biết rằng trong Chúa chúng con còn có anh em mình. Dầu giữa xiềng xích lao tù, Phao-lô đầy dẫy được sự vui mừng bởi vì có những người con cái của Chúa vẫn luôn nhớ tưởng đến ông, và chính ông cũng luôn nhớ tưởng đến con cái của Chúa để cầu nguyện cho nhau có một mối thông công mật thiết với nhau, mặc dầu phải xa mặt và cách lòng. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày để rồi chúng con cứ gia tăng tình yêu thương thật ở trong Chúa, để rồi tình yêu thương, qua sự yêu thương của chúng con thì những người khác sẽ nhận biết chúng con là môn đồ Chúa, và họ thấy tình yêu thương của chúng con, họ chạy đến tin nhận Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Cuộc đời chúng con theo Chúa không dễ dàng. Đời sống cơ đốc nhân đích thực của chúng con cũng không dễ dàng nếu chúng con xa lời của Chúa. Xin giúp đỡ cho chúng con mỗi một ngày để rồi kéo chúng con lại gần với Chúa nhiều hơn. Chúng con không xa rời lời của Ngài. Chúng con không xa nhau. Chúng con cũng không bỏ qua sự cầu nguyện. Cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin giúp đỡ cho mỗi một chúng con để rồi cho chúng con biết rằng tất cả những gì Ngài ban cho chúng con, từ thì giờ, từ sức khỏe, từ ân tứ, từ năng lực, khả năng, Ngài ban cho chúng con, ngay cả tiền bạc Ngài ban cho chúng con thì Ngài cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Cho chúng con biết điều đó để rồi chúng con mỗi ngày sống theo ý muốn của mình, lợi dụng mọi thì giờ cơ hội để là chúng con hết lòng hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin Cha thương xót và chính Thánh Linh của Ngài giúp đỡ cho chúng con, tăng lên tình yêu thương cho chúng con, tăng lên sự hiểu biết cho chúng con, để rồi chúng con thấy được ơn của Ngài vẫn tiếp tục đổ đầy trên hội thánh của Ngài. Dầu giữa giãn cách xã hội, nhưng chúng con càng yêu mến nhau, chúng con càng có sự thông công mật thiết với nhau, và lời Chúa vẫn là kim chỉ nam cho mỗi đời sống của chúng con mỗi một ngày. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúa tiếp tục ở cùng sự quản nhiệm của chúng con, ban cho ông dẫy đầy ơn của Ngài trong sự hầu việc Ngài giữa lúc giãn cách xã hội. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúa ban phước cho chấp sự Nguyễn Tiến Dũng cuộc đầy ơn của Ngài để tiếp tục công tác Chúa giao. Mỗi một chúng con xin Cha thương xót và giúp đỡ để rồi chúng con hoàn tất những công tác Chúa giao dưới ánh sáng của lời của Ngài. Xin ban cho chúng con đầy dẫy tình yêu và sự hiểu biết trong lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con dâng tất cả mọi sự trong bàn tay yêu thương của Ngài. Con cái của Chúa đang thờ phượng Chúa tại nhà riêng. Con dâng tất cả anh chị em chúng con trong bàn tay yêu thương của Ngài và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh chúng ta cùng hiệp ý trong bài cầu nguyện chung, hát tôn vinh, sau đó trân trọng kính mời mục sư quản nhiệm tiến lên tòa giảng cầu nguyện chúc phước. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nhật cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh cùng hát khắp nơi, trời cao cũng chung ca người ba ngôi. Chúa Cha và con Trời toàn năng ban tình yêu thương, ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh
đến với mỗi ông bà, anh chị em chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Xin kính chào Hội Thánh.